Vâng, chúng ta tiếp tục đến cuốn video thứ tư giới thiệu và giao lưu với vườn anh Duy An ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Đây là một cây si ra báo. Vâng, chơi cái cốt cây si, cái bóng lùn lực này cũng khá là hấp dẫn. Cây si đã cô đọng rồi, lá nhỏ rồi. Thế này trong cái bằng là đình lang để mà trình bày cái này. Vâng. Đấy, cây si đây. Tết năm nào chả đình làng Hữu Bằng chả có. Vâng. Năm chả... nào anh Bình Dâu anh chả ý ới anh bảo bác ơi xuống với chúng em ấy. Cháu tóm ra cái tác phẩm này cháu phải bác thì mà dự hội. Ừ. Nó nhỏ nhắn thôi nhưng mà ăn được nó hơi khó. Đẹp mà. Vâng. Xì ra báo đấy. Già lắm đấy bác ạ. Thì cái điểm này nhìn nó như cục sỏi thôi. Rồi. Quay. Quay được không? Quay được quá. Để xem cái bệ bên kia kìa. Rồi. Những cái cười đẹp thì nhìn vào trong ảnh nó không thấy đẹp hết bác nhỉ. Cái si này giá bao nhiêu cháu? Cái si này cháu đang báo giá là 65 triệu ạ. Giá 65 triệu. 65 triệu. Wow. Cháu đo kích thước đi. Chiều cao là 40 ạ. Chiều rộng tán là... Chiều rộng tán là 90 bác ạ. Bóng rộng bác nhỉ. Ừ. Rồi, để tôi chụp cái ảnh. 60 triệu à? 65 triệu đúng không? Vâng. Rồi, cây si 65 triệu. Gáy to thế. Anh bạn ơi, gáy to quá. Tiếp theo một cái cua sành quỳ bác ạ. Ưu điểm của nó là nó có cái cục nù này bác ạ. Nó chỉ có thế thôi. Mình chơi bây giờ là chơi cục cục. Và chơi sự... chơi lùn. Em vành ra được 60 bác ạ. Vâng. Vành 60. Cao 40 ạ. Thôi để tôi quay xong thì anh gáy, gương mảnh gáy anh ẩm ý. Được. Cái chất lá ở cái đây cực đẹp bác ạ. Lá đó nhờ, nhờ là lá móng á. Rồi. Và chất rồi cực kỳ nổi. Cháu xin báo giá là 38 triệu. Giá 38 triệu. Và một cái cục xanh quê. Rồi, tiếp tục đến cây bông trang này. Bông màu trang hồng này, phấn này. Thì có cái đáng tiếc là đến Tết thì hết hoa bác ạ. Tết còn 20 ngày nữa. Ờ, cũng tàn đấy. À, chơi trước Tết. Ngày nay cháu xin báo giá là 2 triệu nhé. Ừ. Nó hình tròn, nó cứ tạo những cái nấm ấy mà nó nhiều hoa. Lúc có hoa không muốn bán, lúc hết hoa rồi lại muốn mua. Vâng, với giá là 2 triệu đồng, tốt quá. Vâng. Rất nhẹ nhàng. Thì hết đợt hoa này chơi lứa sau. Vâng. Trên đó là cây xanh quê cũng đẹp nhỉ. Vâng. Các cái tay đỡ các phía này rất ấm này. Ôi nhìn cái nhịp đẹp quá. Vâng. Cây xanh quê chiều cao là 75 ạ. Chiều rộng tán là 1m25 ạ. Vâng. Có thể chơi ở hai chiều bác ạ.
Bác xin báo giá là 22 triệu. Giá 22 triệu. Và đây này đó, làm mất nhiều thời gian lắm bác ạ. Làm được bộ dòng lên đầu lắm. Rồi. Tiếp theo là một cái sùng bác ạ. Đấy, cây sung đây. À, cũng nghệ thuật đấy. Làm cành rơi rồi. Cái thân đó, nghệ thuật rích rắc và cái tay rơi nó điệu quá ạ. Cái này mà không có tay rơi chắc là cành bở mà. Việc gì mà bỏ? Ảnh hưởng gì đâu? Ý là nếu không có tay rơi thì nhìn thấy nó không được đẹp. Ở dưới này có một cái tiểu cảnh cái cầu với cái thủy đình nhỉ bác nhỉ? Cái nơi mà đeo vai quá tốt bác nhỉ. Ừ. À đấy, như làm cái cười này đẹp đấy. Cái súng này một người bế được bác nhé. Dạ. Chiều cao là 55. Chiều rộng toán là 60. Mà làm một cái súng mà có lượng dầm dây như ta thì chắc cũng mất nhiều thời gian bác nhỉ. Cũng được. Cái này bao nhiêu? Cái này giá 4 triệu rưỡi ạ. Rồi. Giá 4 triệu rưỡi. Vâng. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục một cái cây mòi. Vâng. Cũng một cây chòi mói. Dòng cây này là dòng lá dài đây. Đấy. Gốc cũng rất là cũ kỹ rồi đấy. Chòi mòi mà nó lên lu kinh khủng khiếp nhỉ. Ừ, cháu chỉ mua vì cái nù đó rồi bác ạ. Ôi, lên lu ác thật đấy. Bởi vì nó như gỗ ấy. Gỗ nù thì nó sẽ quý hơn là gỗ bình thường. Ừ. Bởi vì cái lên nù là ít, nó không có nhiều. Anh hơn là 48 ạ. Vâng. Thời nào mà đeo ít quả trời tốt quá này. Chiều cao 80. Rồi. Chiều rộng là 85. Anh hơn là 44. Cháu xin báo giá là 15 triệu. Cây chòi mòi giá 15 triệu. Vâng. Rồi. Thôi thôi, được rồi đấy. Tiếp theo là một cây cây phèn đen này. Cây phèn đen. Vâng, cây phèn đen có cái bệ lớn thế nhỉ, bệ nó ụ lên, đẹp không? Nếu mà chỉ so với mỗi gốc người ta thử đỗ quyền bác này. Giống đỗ quyền Nhật Bản. Yeah. Vâng. Bệ nó gân lên này. Nhưng mà cháu thấy nó như sắt nguội. Và mà nó bắt đầu nó lên nù ấy. Lên nù. Bắt đầu lên, bắt đầu thấy nó tự nhiên nó có xui này này. Nó có dấu hiệu. Và mà thằng này nó về cũng nhanh lắm ấy. Đây này. Cũng nhanh hết đấy. Cho nên các cái vết này chẳng mấy đâu. Đây này. Đang nổi hết rồi này. Và nó về lên nhanh lắm. Nó như tường vi. Nó khỏe. Nó về nhanh lắm. Khỏe. Ui giời, cây chòi mòi. À cây phèn đen. Nhìn nó như là một cái tháp ấy. Nhiều người bảo cháu là cứ mua những cây linh tinh nhưng mà cháu bảo cái gì đẹp cũng phải chơi. Ừ. Thì cả ra một cây gì thì cháu để cũng quay sang phía bên này. Cứ để đây cháu xoay bác ạ. Có xoay được không? Xoay được. À, xoay cháu quay. Vâng. Bệ phía bên kia chắc cũng thế. Bệ bên này thì nó hơi khuyết một tí. Nó có một cái vết sẹo. Vâng. Nhưng mà cây thì để mà nói nó tròn trịa được thì nó cũng hiếm lắm. Ừ. Quan trọng là cái chỗ này được mặt phải đẹp này. Cái chỗ này nù ra. Ủ lên đẹp quá. Vâng. Và cái này khỏe vô địch bác ơi. Ừ. Cứ cắt liên tục mà nó cứ nảy. Cắt lại này, cắt lại này. Lúc cháu mới vàng về cháu thấy nó không có dầm mà cháu cắt nhiều quá ớ nó thành dầm thành bột. Tiêu cao 50 ạ. Rồi.
cao 50 này, sải tán này. Sải tán là 60 ạ. 60. Đo hết cỡ cái vành này xem nào. Hết cỡ đâu là đấy, sát mặt đất nha. À 83. 83. Và. Giá bao nhiêu cháu? 15 triệu ạ. Giá 15 triệu. Vâng. Vâng, bây giờ. Cây phèn đen giá 15 triệu. Rồi, à, phía sau đây là cây xanh Nam Điền này. Xanh quê ghép Nam Điền bác ạ. Thân xanh quê ghép mầm Nam Điền. Vâng. Để lấy lá Nam Điền. Vâng. Thì cháu Văn nói quan trọng là nó phải đẹp. Bệ thì quá đẹp rồi. Vâng. Đỏ au rồi. Nó là già. Xanh quê nhưng nó lại già. Bây giờ là nó làm hiểu quá. Ưu điểm là nó rất là mịn rồi bác ạ. Cái phần bệ này là bảo dưỡng các ngày trước là nó tròn quá là đục. Nhưng nó đục xong qua nhà nuôi nó bị cháy. Nên là nó không bờ. Nhưng mà quan trọng là tổng thể nhìn vẫn là ok bác ạ. Tổng thể nhìn cái ra ok. Rồi. Cháu xin báo giá là 22 triệu nhé. Vâng, cây xanh ghép Nam Điền. Giá là 16 triệu. 22. À 22 triệu. Tớ vừa nghe xong tôi lại quên mất. Rồi. Được ấy. Không. Chậu cũng hợp lý rồi, cứ thế này sẵn chơi thì không cần phải gì hết. Vâng. Nếu mà Nam Điền thì còn phải 40-50 triệu. 40-50 triệu. Mà cái bóng đẹp nha. Vâng. Bóng đất đều đẹp. Mà cái viên đá nó phối đẹp. Được rồi. Cái viên đá nó hài hòa này. Nó không cầu kỳ lắm đâu nhưng mà nhìn nó cũng hở hết cái bệ ra. 22 triệu. Rồi. Cây hồng mai ạ. Cây hồng ngọc mai mini đây. Vâng. Trước mà ôi cái gốc to thế. Vâng. Ôi rồi này. Trước mà có cái nơi thì 100 cây hết. Ừ. Thế mà không có một cây. Thời gian tôi cứ quay cây hồng ngọc mai nào của anh lên là mất. Mà gọi, người ta còn tranh nhau cơ. Gọi nó cháy cả máy cơ. Gọi cháy máy vì cây hồng ngọc mai. Rất thế đẹp. Là, thế mà bây giờ đúng là mùa nào áo ấy thời nào nó lại đi theo bác này. Cái gì nó có một thời. Hồng ngọc mai. Thời gian quay một video 8 cây hồng ngọc mai thì chẳng còn cây nào. Và có những cây bán đến 3, 4 tháng, 5 tháng rồi người ta điện vẫn cứ hỏi có còn không. Cây nơi là cháu thấy là cây đẹp, già. Ừ, à, cây này bao nhiêu cháu? Cây này là 2 triệu 2, mà chậu là chậu tàu cũ. Chậu tàu, rồi. 2 triệu 2. Thế mà vẫn ấy bác ạ. Chơi được mà. Vâng. Và bây giờ đến cây hoa mộc hương này. Ừ. Cái nơi mà bác đã vào mùa về mới ra nhiều hoa. Bây giờ đang rộ rồi, cây nhà bác bây giờ đang ra nhiều nụ lắm. Không, nhưng mà là cái cây này vừa nụ vừa lộc ra rất nhiều nhá. Kinh khủng. Và nó thơm nhất cả mũi luôn. Nhiều lắm bác ơi, nhiều lộc nhiều hoa lắm. Cháu bảo hồ cứ thế nào cũng phải chơi một người trong sòn cho nó thử. Vành sát gốc là 30 bác ạ. Ừ. Một thòn là 16. Cháu nhớ thòn này. Chà, 18 rồi. Chắc thòn bên đây 16 rồi. Thòn bên đây 15 bác ạ. Và cây mộc hương này cháu giao lưu giá bao nhiêu? Cháu xin báo giá là 7 triệu ạ. Ừ, giá 7 triệu. Vâng. Rồi. Bên cạnh đây cháu có cái phôi xanh hay kìa. Phôi ba vai này. Vâng. Đây là cháu, ngày trước nó có một cái sẹo rất là to ở đây. Thì nhét cái cành này vào. Vừa là để cho đủ tay. Vừa là để che cái sẹo. Và như là ghép thì rất là khéo. Nên là bắt đầu có những cái dấu hiệu
là nó mím vào nhau, ăn vào nhau. Đấy, là ghép cái tay bác ạ. Ôi rồi bên này đẹp quá. Vâng, mà cười thì tủi khá là già. Ừ. Tủi già, ba vai. Nó lại không đóng vai mà lại đóng tay. Mày cười thì đóng vai, cái đây cái đóng tay. Nhưng mà phải nói nó khéo đấy. Nếu mà không đóng cái này nha, nó có một cái sẹo to đùng rồi thì chơi làm sao được quá. Ừ. Nhưng mà nó đóng vào. Mà không có đóng ấy thì mẹ nuôi cái tay ấy, lâu lắm. Hay quá nhờ. Vâng. Được ấy, chơi rất nghệ thuật. Mà cái điều quan trọng là sau này mặt chính của nó bên này đấy đâu. Vâng. Mặt chính sẽ là bên này. Cái cút này. Mặt chính sẽ là bên này đấy. Vâng. Bởi vì bên kia nó có cái cành phông, cành đỡ. Tại vì nó nặng quá mà cho quyền cho nó bắn xoay. Còn mặt này vẫn là mặt phải đó mà. Mặt này mới là mặt phải đấy. Vâng. Sau này về sau này làm kỹ cây sau nó đây mới là mặt phải. Vâng. Và nó như cái tuổi. Đấy. Cái mặt nó ăn tiền ở cái lu này này. Vâng. Cái gọi là hóa thạch này. Wow. Chứ còn mặt bên này nó không đẹp. Wow. Mặt bên này nó rách bệ. Wow. Anh nhìn thấy này nó rách không? Wow. Mà nó lại có cái phông chọc vào mặt. Wow. Mặt bên kia mới là mặt phải. Đẹp ấy. Wow. Bệ này bao nhiêu cháu? Bệ này cho đăng báo giá là 28 triệu. Rồi. Giá 28 triệu. Cháu okay. Cảm thấy là rất hợp lý. Ba vai quá đẹp ấy. Wow. Bán và cái ưu điểm là nó đủ hết những cái cút hết rồi. Mới chỉ có vẽ ra. Thì rồi. Nó nhanh lắm, thì 2 năm là có thể là đi vào hoàn thiện rồi. Rồi, ok. Vâng, và với thời lượng này Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ tư, cũng là chương trình giao lưu với anh Duy An những lúc mà những ngày đầu xuân, đầu năm dương lịch. Và cũng chỉ còn khoảng độ hơn 2 tuần nữa là đến Tết âm lịch. Chúng ta sẽ giao lưu và qua cái số điện thoại của anh Duy An ở trên màn hình. Trước khi kết thúc, Độ Sinh cũng xin chúc các bác, những người đam mê trong cả nước có nhiều sức khỏe, một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười thật ấm áp hạnh phúc.